đặt tạ ở trên bụng với độ cao phù hợp, càng thấp thì bài tập càng khó. Gập hông, giữ thẳng thân người và gối, nằm lấy thanh đòn, đây là vị trí bắt đầu của bài tập. Dùng miệng lấy hơi vào ổ bụng và gồng chặt bụng, sau đó đẩy hông ra phía trước, đứng thẳng dậy, siết hai má mông, sau đó hạ tạ về vị trí ban đầu có kiểm soát. Giữ hơi và gồng bụng trong lúc thực hiện bài tập, lấy lại hơi khi đã đứng thẳng.